Vâng, bây giờ chuyển sang cái đảo quốc gọi là Papua New Guinea đó. Họ đang ban bố cái tình trạng khẩn cấp sau khi 16 người đã bị thiệt mạng trong cái cuộc bạo loạn. Thì chúng ta thấy bên này cái hình ảnh cho thấy là họ đốt phá khắp nơi. Bạo loạn đã nổ ra vì cảnh sát bị giảm lương do những sai sót về hành chính. Đây là cái người ta nghĩ là cái nguyên nhân đó. Chính cái cuộc, những cái cuộc bạo loạn gần đây nổ ra tại cái đảo quốc này. Thủ tướng của Papua New Guinea đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 11 tháng Giêng. Đồng thời đình chỉ chức vụ nhiều quan chức trong chính quyền và cảnh sát sau khi 16 người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn tại cái đảo Quốc Thái Bình Dương này. Một cuộc biểu tình của giới cảnh sát và nhân viên khu vực công hôm 10 tháng Giêng về việc lương đã bị cắt giảm biến thành tình trạng vô luật pháp. Các quan chức đổ lỗi cho các sai sót hành chính đã dẫn đến cái thông tin về giảm lương hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng ngàn người đổ ra đường phố ở cái thủ đô gọi là Port morbi Nhiều người trong số họ vác những thứ dường như là các hàng hóa đã bị hôi của trong khi các cột khói đen cuồn cuộn bao trùm thành phố. Đài truyền hình của Úc là ABC đó, đưa tin ngày 11 tháng Giêng là 9 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Port morbi và 7 người thiệt mạng tại Le là ở miền Bắc, quốc gia nặng về khai các các mỏ khoáng chất và đồng. Thủ tướng là James Marab cũng nói trong cuộc họp báo rằng ông đã đình chỉ chức vụ viên cảnh sát trưởng và các quan chức hàng đầu trong Bộ Tài chánh và Ngân khố, trong khi chính quyền đang rà soát để tìm nguyên nhân cuộc bạo loạn này. Ông nói với các phóng viên có bằng chứng là bạo loạn đã có tổ chức đàng hoàng, đồng thời nói thêm rằng cái việc rà soát lại sẽ đảm bảo chúng tôi giữ vững được cái nền dân chủ, chúng tôi vẫn giữ vững được luật pháp. Ông cũng cho hay là khoảng 1.000 quân nhân hiện đang trong tình trạng sẵn sàng ngăn chặn các cuộc bất ổn trong thời gian sắp tới. Tình trạng bao lực ở thủ đô đã giảm bớt vào hôm 11 tháng giêng với việc chính phủ đã dùng máy bay điều động thêm cảnh sát để duy trì trật tự. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Port B. cho biết là cảnh sát đã quay trở lại làm việc nhưng mức căng thẳng thì vẫn còn cao. Tình hình tương đối yên bình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cơ quan này nói trong một tuyên bố. Và cho biết thêm là họ được tin là nạn bạo lực trong một số khu vực khác của đất nước nữa. Đại sứ quán của Trung Cộng cho hay một số công dân Trung Cộng đã bị thương nhẹ, trong khi các cửa hàng thuộc sở hữu của người Trung Quốc bị cướp phá. Thủ tướng của Úc là ông Albanese nói rằng cao ủy nước này đang theo dõi tình hình và Canberra cũng chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía chính quyền Papua New Guinea, một quốc gia vẫn thường được Úc trợ giúp về vấn đề chính sách cũng như an ninh. Cảnh sát Papua New Guinea đã đình công vào sáng 10 tháng Giêng sau khi phát hiện ra là lương của họ đã bị cắt giảm. Chính phủ nước này phát ra các thông báo trên mạng xã hội phủ nhận chuyện một loại thuế mới đã được áp dụng đối với cảnh sát và ông thủ tướng cũng nói rằng sẽ, sẽ sửa chữa các sai sót về hành chính vốn gây ra tình trạng lương đã bị cắt giảm thưa quý vị. Vâng à, liên quan đến uh, vấn đề kỳ thị chủng tộc nhất là trong cái hệ thống uh, um, các uh, trường cao học của nước mỹ các trường uh, đại học danh giá Ivy League như là Harvard thì hiện nay trường đại học Harvard đang phải đối diện với những cái vụ kiện tụng rất là quan trọng này thưa quý vị và đây là một trong những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng bất cứ những người um, sắc dân nào nếu mà có đi học tại các trường đại học này nếu mà các trường đại học này họ có những cái hành động tương tự như là cái hành động mà kỳ thị những người do thái của trường ba trường đại học danh giá của nước Mỹ trong đó có Harvard thì chúng ta có thể kiện lại họ thưa quý vị họ có rất nhiều tiền để mà chúng ta có thể kiện và lấy lại thứ nhất là danh dự thứ gì là một cái sự đền bù xứng đáng trên cái vấn đề mà tài chính một nhóm sinh viên gốc người Do Thái họ đã để đơn kiện trường đại học Harvard vào hôm thứ Tư vừa qua. Họ cáo buộc rằng trường đại học Ivy League này đang vi phạm cái tiêu đề số 6 của đạo luật dân quyền được viết vào năm 64 khi mà họ không có bảo vệ các người sinh viên gốc do thái trong các hoàn cảnh chủ nghĩa bài do thái đang uh, lan rộng trong khuôn viên của các trường đại học ở nước Mỹ được đệ trình lên tòa án của liên bang thành phố Boston đơn kiện này cáo buộc trường đại học Harvard không thực thi các chính sách chống quấy rối thuê các giáo sư bài trừ người do thái và họ đã phức lờ yêu cầu giúp đỡ của các sinh viên gốc do thái dựa trên hồ sơ kiện tụng rằng trường đại học harvard cho phép các nhóm người do thái đã trở thành các mục tiêu bị lạm dụng tương tự trường đại học harvard cho phép mà không cần phản hồi các sinh viên các người giáo sư kêu gọi sự tiêu diệt người Do Thái. Đơn khiếu nại đã nêu rõ như vậy. Đơn kiện tuyên bố rằng các vấn đề bài trừ người gốc Do Thái tại trường Đại học Harvard đã bắt đầu từ lâu trước khi nhóm chiến binh khủng bố Hamas của Palestine phát động cuộc tấn công vào đất nước Do Thái vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trên thực tế, trường Đại học Harvard đã nhận thức được cái vấn đề bài trừ người Do Thái của họ từ rất, rất là lâu rồi và cái phản ứng của trường đại học này rõ ràng là không hợp lý và hoàn toàn không thể nào mà chấp nhận được trong sự việc không chỉ dung thứ mà trường đại học này cho phép cái chủ nghĩa bài do thái này nó được xảy ra được phát triển đơn khiếu đại viết như vậy và chiến tranh tôn giáo giai cấp kỳ thị chủng tộc đây là những cái chiêu thức của các nhóm mà cấp tiếng thiên tả họ sử dụng luôn luôn sử dụng thưa quý vị theo cái um website của trường đại học Boston.com báo cáo rằng các nguyên đơn trong đó bao gồm sinh viên của trường thần học Harvard Alexander Gastbom năm năm sinh viên của trường đại học Harvard gốc do thái không xác định và một nhóm phi lợi nhuận sinh viên chống chủ nghĩa bài do thái đã đệ đơn kiện trường này. Tiêu đề số 6 gần đây cũng được trích dẫn trong các vụ kiện tương tự được báo cáo bởi các sinh viên gốc Do Thái chống lại trường đại học New York và trường đại học Pennsylvania. Các nguyên đơn trong vụ kiện Harvard đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho các trường đại học kỷ luật các người quản trị viên, các người giảng viên, các sinh viên tham gia hoặc là cho phép chủ nghĩa bài do thái trong khuôn viên trường đại học được tạo ra, họ cũng đang tìm kiếm cái sự thiệt hại tài chính và phát triển đào tạo chống chủ nghĩa bài do thái bắt buộc cho các thành viên của cộng đồng này trong trường đại học. Các sinh viên cũng đã tuyên bố rằng cái sự thiên vị bị cáo buộc của trường đại học Harvard hiện diện trong các chuyến sách tuyển sinh của cái trường này được cho là đã làm giảm cái số lượng sinh viên gốc Do Thái tại cái trường đại học Ivy League cho đến tới 60% trong 10 năm vừa qua. Cái sự suy giảm to lớn như vậy cho thấy một cái nỗ lực có chủ ý các sinh viên tuyên bố giống như là cái hạng ngặt của trường đại học Harvard 100 năm trước đây để mà loại trừ những người Do Thái vụ kiện diễn ra vào cái thời điểm hỗn loạn đối với trường đại học ưu tú tại ở bên khu vực East Coast vốn đã bị rung chuyển bởi cái sự từ chức vào ngày 2 tháng riêng vừa qua của hiệu trưởng trường đại học Harvard đó là bà Claudine Gay sau cái vụ bê bối về vấn đề Đạo văn. Bà Gay cũng đã gây náo động vào tháng trước khi bà đưa ra một câu trả lời rất là mơ hồ vì bà là một người ủng hộ cho nhóm khủng bố Hamas và những người gốc Palestine. Khi bà Gay bị các nhà lập pháp quốc hội hỏi rằng liệu sự việc kêu gọi bài trừ những người do Thái có vi phạm các chính sách bắt nạt và quấy rối của trường đại học Harvard này hay không thì bà này đã không trả lời được thưa quý vị, do đó bà đã bị mất chức. <laughs>